Dạ thưa sư, mình cần vun bồi các phước thiện ba la mật như thế nào để sau này trở thành một vị A-la-hán gồm tam minh, lục thông và tứ tuệ phân tích? Thứ nhất á, là 10 cái ba la mật á, mình làm đủ. Rồi khi mà 10 ba la mật đó mình làm á, thì mình sẽ cần vun bồi. Nếu như mà sư nhớ không nhầm á, thì mình cần phải vun bồi ba la mật trong khoảng 100 kiếp thì phải. Nếu không, chứ còn nếu nhầm thì hơn, tức là tối thiểu là 100 kiếp, còn nếu như sư nhầm là nó hơn con số 100. Rồi ngoài việc vun bồi ba la mật á, thì để mà vun bồi ba la mật thì để mình sẽ có được tam minh. Nhưng mà trong đó là có cái phần mà thần thông á. Để mà có được thần thông thì chúng ta cần phải siêng năng thực hành thiện chí. Và còn muốn mà chứng thánh thì đương nhiên phải thực hành thiện quán rồi. Tứ tuệ phân tích thì sư đã nói nhiều rồi ha, tức là từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải và biện tài vô ngại. Kể từ bây giờ á, là mình đã phải rèn luyện rồi, thì sau này á, mình chứng mình mới có được. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.